lộ tin bị Diệp Lâm Anh nhắn tin đe dọa. Diễn viên Anh Tuấn, tôi không muốn lên tiếng. Động thái của diễn viên Anh Tuấn sau những chia sẻ bên vực chồng của Diệp Lâm Anh đang gây chú ý. Những ngày qua, ồn ào cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức, chồng của cựu người mẫu, đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ngoài nhân vật chính, diễn viên Phạm Anh Tuấn, bạn thân doanh nhân Nghiêm Đức cũng bất ngờ gây chú ý khi để lại bình luận bên vực chồng của Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, những chia sẻ của nam diễn viên phố trong làng nhanh chóng bị xóa đi. Ồn ào hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Theo một nguồn tin, sau bình luận trên bài đăng của bạn thân, Phạm Anh Tuấn đã bị Diệp Lâm Anh nhắn tin với nội dung mang tính đe dọa nên lo sợ ảnh hưởng đến công việc riêng và gia đình. Liên hệ với nam diễn viên trước thông tin này, anh cho biết, cảm ơn mọi người quan tâm nhưng tôi không muốn lên tiếng gì vào lúc này. Trong khi đó, liên hệ với phía Diệp Lâm Anh, cựu người mẫu từ chối phản hồi về sự việc này vì đây chỉ là phát ngôn của người ngoài cuộc. Diễn viên Phạm Anh Tuấn không muốn lên tiếng về thông tin bị Diệp Lâm Anh đe dọa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.